Đây là những điều cần chú ý khi các bạn sử dụng bơm này nhé. Thứ nhất là chỉ nên bơm từ 3 cân đến 4 cân, tức là từ số 3 đến số 4 này thôi. Đó có ghi là cái dòng chữ màu đen này. Đấy, từ 3 đến 4 cân. Thứ hai là các bạn nếu thấy bơm không hoạt động, các bạn nên tắt ngay đi. Thì nếu nó sẽ cái này nó không có chế độ từ ngắt khi đủ áp, nên là nó sẽ gây ra cái cháy motor hoặc là quá tải đường dây và cháy chập. Xin chào các bạn đến với kênh của mình. Thì như hôm qua mình đã có lang thang trên mạng và mình đã phát hiện ra một cái bơm khí chạy bằng nguồn 12V khá là rẻ. Thì hôm nay mình sẽ mua về thử xem nó như thế nào và những điều các bạn cần chú ý khi sử dụng những loại bơm rẻ như thế này. Thì ở bên ngoài hộp thì chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh của sản phẩm đây. Đấy, nó có cái này, cái body của cái bơm này, nó có một cái đồng hồ đo áp suất này, một cái công tắc này. Đây là bên mặt bên này thì nó sẽ hướng dẫn cho các ta có thể bơm bóng này, bơm phao này, bơm ô tô và bơm lốp xe đạp này, các thứ. Thì chúng ta sẽ mở hộp ra xem mà bên trong nó như thế nào nhé. Bên trong của chúng ta sẽ có một sản phẩm giống như hiện trong hình nha các bạn. Đấy, cũng khá là chắc chắn, nhưng mà mình thấy là cũng chịu khá nhiều gạch đá từ các bạn. Có không biết là lý do làm sao mà nó lại chịu cái nhiều gạch đá như vậy. Thì mình sẽ bông nó ra để xem bên trong nó như thế nào. Và các ghi chú khi các bạn mà mua cái bơm này và sử dụng nó như thế nào cho tốt nhất và hiệu quả nhất nha. Và chào các bạn, thì mình vừa bung nó ra xong rồi. Đấy, nó chỉ đằng mặt sau của nó này, nó có 4 con ốc này. Các bạn tháo ra này có thể lấy được cái sản phẩm đấy ra. Ở trong này nó nẹp cái motor bằng một cái nẹp sắt như thế này. Đấy, thì đấy mình vừa thì mình thấy cái kết nối của nó khá là lỏng lẻo. Cái bánh răng của nó chỗ này khá là mỏng và thiết kế khá rất là đơn giản. Có phải là tiền nào của ý chăng? Đấy, piston này, bánh răng bằng nhựa hết đấy các bạn. Cái phần hơi này cũng bằng nhựa. Đây, nhất là cái phần đồng hồ của nó. Đồng hồ của nó lỏng lẻo đến nỗi mà mình lay lay vài cái là mình đã rút được ra. Như thế này khi các bạn bơm mà áp suất lớn, nó sẽ có thể nó gây thổi bay tụt cái này ra được. Đấy. Mình cũng kiểm tra cái đường dây. Thì cái đường dây điện này của nó khá là ấy, nó không chịu được cái tải lớn nha. Các bạn bơm thì khoảng tầm cái loại tải từ 5 đến 7A là chịu được cái tải này. Còn nếu mà những cái bơm mà cả bơm những cái lốp mà áp suất nó cần áp suất lớn, cần dòng thả nhiều hơn, thì chạy cái dây này có thể dây khét các bạn. Có một số các bạn thấy mùi khét là ở cái dây này nhá. Mấy cái dây này có thể khét, nó quá tải, nó khét. Đấy. Và một điều lưu ý khi các bạn dùng bơm này, bơm loại này nhá, là khi mà nó không bơm được nữa thì các bạn nên tắt, đừng có mà nó không chạy nữa, các bạn nên tắt ngay để tránh tình trạng om dây và cháy motor nhé. Còn bên này nó không có lẹp luôn gì luôn. Thì hiện tại mình không dùng loại này, hôm nay mình chỉ ấy, mình chỉ bóc ra thôi. Cái loại này hiện tại thì mình đang dùng cái loại bơm này thôi. Mình dùng cái củ này, nó nhìn nó an toàn, nó chắc chắn hơn nhiều. Đây thì motor nó khoảng 550 540 gì đấy. Nó có bánh răng to hơn này, và cái chất liệu nhựa
nhựa này nó khá là chắc chắn này, nữa xong là còn có cái đấy là bằng kim loại. Hầu hết là đây cái thanh đẩy, khoai đẩy, piston đều được bằng đúc bằng kim loại hết nha, tiện đúc mới tiện bằng kim loại hết. Đấy, cái phần cổ này thì nó đây, các phần kết nối là được lẹp chặt nhé, đây lẹp khá là chặt luôn đấy. Cái này nó còn đủ cả keo nữa đấy, mà nó có cái van một chiều ở đây đấy. Van một chiều đấy. Có cái van một chiều ở đây thì mình dùng cái loại này mình thấy là ổn định hơn. Mình chạy bằng bình ắc quy, mình có thể là mình sẽ lấy cái vỏ này của nó thay bằng cái củ này được không nhỉ, thay vào cái củ này. Các bạn thay vào vừa hin này đấy, mình thay vào phát vừa hin luôn, nó chỉ cái dây của nó hơi dài một chút xíu thôi. Đó, thay vừa hin luôn đấy, mình bơm cái này sẽ chắc chắn hơn vì nó là bằng cái piston của nó bằng kim loại mà. Vâng, và video lần này đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các anh em trong những video sau. Các anh em cũng đừng quên để lại một like, một comment góp ý, và hơn hết là ấn nút subscribe kênh và bật thông báo để nhận được video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video sau.